Xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách cho tay áo nha cả nhà. Cho tay áo và cho tay tròn á nha. Đây thì Nhi hiện giờ thì Nhi có một cái áo bán thành phẩm, Nhi chưa có cho tay vô ha. Nhi đã gấp vai và thân sau thân trước rồi, đã xong hết rồi. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cho tay nha. Cái này là gấp sườn, gấp vai, còn cái này là cho tay, là gọi là cho tay tròn nha cả nhà. Còn nếu như mà mình không gấp sườn mà mình cho tay trước thì gọi là cho tay thẳng nha. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách cho tay nha. Nhi sẽ quay cận xuống cho cả nhà xem và Nhi chỉ cho cả nhà hiểu nha. Ở đây là Nhi đang xếp cái áo lại nè. Đó, áo là thân trước nè. Thấy không cả nhà? Thân trước thì áo nữ, thân trước thì mình có cái ngực. Cho nên là cái tay nó phải giảm xuống đây là 5 ly nha. Thì 5 ly thì Nhi sẽ chỉ cho cái mẹ cho cả nhà dễ hiểu, là cả nhà cứ để hai cái tay ụp lại về. Là cái này trước. Ở bên đây cũng vậy. Cái này có giảm lần trước nha cả nhà. Thì khi cả nhà cha thì cả nhà sẽ để xây xuống giày nha. Xây xuống giày cả nhà sẽ để cái nách bề phải và cái nách bề phải của cái thân, cả nhà sẽ dịnh vô nha. Cả nhà hiểu không? Giày để giày đây. Đó, sẽ để sát nè. Đó, cả nhà sẽ xây xuống nha, xây cái nách xuôi xuống theo cái nách áo nha. Thì khi xuôi theo cái nách áo xong rồi thì cả nhà sẽ lật cái tay qua. Và bề phải của cái nách tay và bề phải của cái áo cả nhà sẽ dịnh vô nha. Đó, cả nhà sẽ dịnh vô vậy nha. Rồi, dịnh vậy rồi kế tiếp thì Nhi sẽ chỉ cả nhà mình cách cha nha. Đây, khi bề phải của cái thằng áo nè, bề phải của cái tay nè, thì cả nhà sẽ nhập lại hai cái sườn nha, hai cái sườn phải bằng nhau nha cả nhà. Đây, ở đây là cái đường nối, ở đây là cái đường nối, hai cái sườn tường, hai cái sườn phải bằng nhau. Cả nhà sẽ gấp bằng cái đường kim dịch nha. Bằng đường kim dịch cho Nhi. Nhi mai máy này là máy gia đình, nó hơi ồn nha cả nhà, hơi ồn chút xíu nha. Đó, cả nhà sẽ dịnh cái lớp dưới và cái lớp trên, cái tay hai lớp sẽ bằng nhau cả nhà. Đó, rồi xong rồi ở đây Nhi có làm dấu cái điểm giữa nè, cái điểm giữa của cái tay áo đây, điểm giữa nè, cái dấu phấn nè cả nhà. Đó, đây Nhi sẽ làm dấu cho mạnh mạnh xíu cho cả nhà dễ thấy nha. Đây, điểm giữa có sóng tay nè. Thì điểm giữa sóng tay này thì từ cái mí vai này nè, từ cái mí vai này về ra phía sau nha. Đây là cái cổ sau. Thì cả nhà sẽ lấy ra phía sau này cho Nhi là hai phân nha. Đó, hai phân. Đó, hai phân nha. Từ cái mí vai ra đây 2 xăng nha. Rồi xong cả nhà sẽ để cái dấu phấn này bằng nhau cho Nhi nha. Đó, hai dấu phấn nha, dấu phấn này, dấu phấn tay và dấu thân bằng nhau. Rồi cả nhà dịnh nè. Cái thân và cái tay bằng nhau, dịnh ngay giữa bằng dày hai lớp dưới và lớp trên bằng nhau luôn nha cả nhà. Đó, bằng nhau nha. Nó lớp trên, lớp dưới, hai lớp bằng nhau. Nghe chăng ở đây là hay cái mình có cái đề cúp đó, nó hay chu ra thì cả nhà mai sâu sâu vô chút xíu nha. Không có để bằng được nha. Mình mai hay sau chút xíu để bằng một hồi là nó sẽ chu ra, nó không có đẹp. Đó, mình thấy không? Thấy gì để không? Nó hơi từ đây cái đây ra khoảng chừng 3-4 ly ha. Cả nhà che thẳng lên đó, gần xin tới đây bằng nhau. Cả nhà. Rồi ở dưới đây, cái vai phải rẽ ra nha. Đó, hai mí bằng nhau. Đây, cái dấu phấn trên và cái dấu phấn dưới đây phải hai dấu phấn bằng nhau. Như chỉ tỉ kỹ mỹ cho cả nhà dễ hiểu ha cả nhà. Chứ nếu thôi cái tay nãy giờ là cái Nhi cha cái tay này xong mất tiêu rồi đó. Rồi kế tiếp cả nhà sẽ dịnh với cái sườn tay bằng thẳng, kéo thẳng lên. Nhà sẽ bằng đây. Nhà sẽ cha thẳng đây nha, thẳng xuống. Rồi cái tiếp đây có đường đề cúp cũng vậy, cả nhà để hai vô một xíu nha, để hai vô. Rồi để bằng dài xuống, cả nhà thấy không? Giáp lại cái nhà lỡ mũi nha. Vậy là xong cái tay áo thứ nhất đó cả nhà. Cả nhà.
đường may đều chọn hết thấy không cả nhà. Đó, ở đây cũng vậy luôn, đây cũng vậy luôn, ngay chỗ này may hơi sâu vô chút xíu nha, để cái này nó sẽ chu ra ha. Ở trên đây cũng vậy luôn ha cả nhà. Kế tiếp cái tay thứ hai cũng y như cái tay thứ nhất nha cả nhà, cái sóng này bằng nhau nha. Rồi cứ thế thì mình sẽ may đều một phân nha, y như cái tay đầu. Mình sẽ dặn ở đây cả nhà, mình sẽ để hai mí, mí dưới mí trên hai mí bằng nhau. Tới cái tay thứ hai là điểm giáp này cả nhà, cũng đỡ mũi nha. Rồi lại mỗi y như cái tay đầu ha. Đó, cái tay cũng tra tròn hết ha cả nhà, không gãy ha. À, đều hết. Đó. Sẽ cho cả nhà xem sau khi Nhi đã ủi nha cả nhà. Đây cái tay đây cả nhà ơi. Đó, như sau Nhi đã ủi nè, cái tay nè, cái cửa tay nè. Đây là cái nắp tay nè cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không cả nhà? Đó, đây là nắp tay nha. Đó, Nhi xe sát xuống cho cả nhà xem nè, đó. Nắp tay tròn nha cả nhà. Cái này là nắp trước nha. Đây, đây là nắp cổ trước nè cả nhà, cổ trước nha. Đó, đây là nắp cửa trước nè, đó, rất là đẹp luôn. Ở đây là phía sau nè cả nhà, phía sau nè, đó phía sau cả nhà nhìn cái tay nè, rất là tròn luôn nha cả nhà, thẳng và im ha, không bị chu mà cũng không có bị đùng nhăn gì hết ha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây là nắp áo nè, nắp áo cả nhà nhìn cái ngã tư của cái sườn và cái ngã tư của cái tay nè, nó ngay nhau luôn ha cả nhà, hai bên luôn, bên đây cũng vậy luôn nha cả nhà, đó nó ngay nhau luôn ha cả nhà, nè cả nhà nhìn nè, nó rất là ngay luôn ha, ngay nhau ha. Đó, đây cái nách sau cũng vậy luôn nè cả nhà, nhìn cái tay áo đẹp ghê không? Đó, thấy không? Mai tay áo đẹp hay không lại về nè cả nhà, nó tròn, nó thẳng, nó im. Đây là cổ trước. Đây là cổ phía trước nè nha cả nhà, cổ trước nè. Đó, nách tay trước nè. Cả nhà, thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, nách tay trước đó cả nhà ơi, nè. Thấy chưa? Dễ là dễ bố đó cả nhà. Dễ bố nó mặc ấm lắm luôn. Là cái xẻ tay nè cả nhà. Xẻ tay nè. Đó, thấy không cả nhà? Để Nhi ướm cho thử cái ngay cả nhà. Nhi ướm thử cho cả nhà xem nha. Tại cái chị này, cái người chị khách này bự con lắm, cái ngực tới nha 100 nặng, vòng eo tới 83 nè. Nhưng mà Nhi mặc cho cả nhà xem cái tay áo thôi nha, chứ Nhi mặc không có vừa đâu, nó rộng lắm. Đây, đây là cái cổ nè. Cái cổ thì người ta, cái ngực bự thì cổ mặc ra đẹp lắm. Đó, cái cổ nè, thấy không cả nhà, cái cổ nè. Đó, đây là cái tay nè. Đó, Nhi mặc vô nè, thấy không cả nhà? Đó, mặc vô nếu như mà ta cái ngực to mà mặc vô eo người ta hít vô đẹp lắm, là cái tay nó vậy nè cả nhà. Đó, cái tay nó tròn vậy đó, phía sau cũng vậy luôn nè cả nhà, thấy không? Đó, cái nắp tay nó tròn vậy nè. Đó, còn Nhi thì Nhi bé tẹo tà teo à. Nhi mặc không có vừa, nhưng mà Nhi chỉ cho cả nhà xem cái tay thôi nha. Đó, giống như cả nhà xem cái tay thôi, đó nắp tay nó tròn vậy đó. Chứ Nhi đó ha, phía sau nè. Nhi thì mặc áo này không có vừa, nó rộng lắm. Rồi, vậy thôi, Nhi xin kết thúc đây nha cả nhà, nhớ xem ủng hộ chị Nhi nha. Bye bye, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.